Này Vijaya, em đã làm gì ở đây? Em còn đi đâu được nữa? Đây là phòng của chúng ta mà phải không? Ồ đúng, tất nhiên. Đây là phòng của chúng ta. Anh quên mất. Mà em cần gì? Không có gì. Em đã mua một vài thứ của Lamas. Vì vậy em phải trả tiền cho anh ta. Anh sẽ đưa tiền cho em. Anh sẽ đưa tiền cho. Đợi một chút. Đi. Mà tại sao Safi lại đến đây? Safi, anh không biết. Em đi hỏi chị dâu đi. Anh thật là... Thần phí ta, đã đến lúc chuyển ngày đi rồi. Đợi một chút Sono. Cô ấy đâu rồi? Ai? Con gái thầy giáo. Chị ấy có tên CD. Lần tới khi anh hỏi về chị ấy, vui lòng hãy nói đúng tên của chị ấy, hiểu chứ? Còn không em sẽ không trả lời đâu. Tại sao hôm nay tất cả mọi người đều căng thẳng như vậy chứ? Để em đã nói lên tin xong rồi thì hãy trả lời anh. CD. CD đâu rồi? Anh thực sự rất phiền phức đó anh trai. Bây giờ thì anh có thể gọi tên chị ấy rồi sao? Chị ấy đang ở trong bếp đó. Đợi một chút. Tượng thờ đâu rồi? Mọi người làm sao vậy? Có chuyện gì với tượng thần? Đầu tiên cô ấy hỏi anh qua điện thoại, và bây giờ tới em. Mọi người đang nói về tượng thần gì? Ý anh là gì? Anh thật sự không biết về tượng thần ở đâu. Tượng thần phía tha mà cha đã mang về tặng cho chị đó. Nó đã biến mất rồi. Gì? Nghe đi. Cô nhầm rồi. Tôi không lấy tượng thần của cô. Tôi không biết nó ở đâu. Tại sao cô nghĩ là tôi sẽ lấy nó chứ? Tại sao tôi lại có ý nghĩ xấu xa với tượng thần mà cha đã mang về cho cô chứ? Không bao giờ. Tôi nhất định sẽ tìm ra tượng thần đó của cô ở đâu. Bây giờ Shiva đã trở về rồi. Và nó đang tìm kiếm tượng thần trong ngôi nhà này. Điều đó có nghĩa là mình sắp gặp rắc rối lớn. Chị dâu luôn đặt mình vào một thế khó. Lần trước là chiếc chồng cổ, và bây giờ mình biết sống làm sao đi. Thần linh ơi, mình phải tìm một nơi để trốn thôi. Chúc mừng anh, Shiva Laka. Cô ấy là một cô gái rất tốt. Cô đang nói gì tôi không hiểu. Tuyệt vời. Anh không hề biết về tượng thần, cũng như việc đã xảy ra sao? Tâm trí của anh đang ở đâu? Nghe đây, tôi thực sự không biết cô đang nói về gì. Làm ơn hãy nói cho tôi biết rõ ràng chuyện gì đang xảy ra. Anh nên biết rằng anh đã được chấp nhận trong gia đình nhà gái rồi. Họ đã chấp nhận vì anh. Mẹ của anh đã xem xét cho anh một cuộc hôn nhân mới. Không chỉ có vậy, một buổi xem mắt cũng đã được diễn ra. Cô ấy là con gái của ông Safi. Anh biết Sukhanya chứ? Chuyện gì thế? Giờ hôm nay cả nhà họ đã đến đây đó. Mẹ của anh thực sự rất thích cô gái đó. Dạ. Xin đừng hiểu lầm. Tôi không nói điều này chỉ vì tôi ghen tị đâu. Cả hai người là một cặp đôi thực sự rất đẹp đôi.
gia đình Savi. Thực sự rất quý anh. Cô đã nói gì vậy chứ? Điều này hoàn toàn vô nghĩa. Có một sự khác biệt giữa sự thật và điều vô nghĩa đó Shiva. Sự thật dựa trên một nền tảng. Vậy anh, tạ ơn thần linh, mình được cứu rồi. Đúng là phép màu. Mình đã tìm thấy nơi ở mới của thần Vita rồi. Thần linh ơi, tôi xin lỗi, nhưng tôi phải để hẹn ở đây rồi. Mẹ, con trai, hôm nay con về sớm vậy? Hôm nay gia đình của Savi đến đây phải không? Đúng là họ đã đến. Nhưng tại sao có vẻ như con đang tra khảo ta như vậy chứ? Được rồi, mẹ sẽ giải thích. Con ngồi xuống đi. Không, mẹ giải thích trước đi. Mẹ đã có ý định nói về điều này. Nhìn đây con trai, mẹ là mẹ của con, và con cũng là con trai duy nhất của mẹ. Ai sẽ lo lắng cho con ngoại trừ mẹ đi? Con không thể che giấu sự thật bằng cách bịt miệng. Khi thời gian 6 tháng kết thúc, thì CD sẽ rời khỏi ngôi nhà này. Mối quan hệ của con và cô ta sẽ kết thúc, và cô ta sẽ trở về nhà cha mẹ của ta. Nhưng mẹ lo lắng là tương lai của con. Đó là lý do tại sao mẹ đã quyết định tìm cho con một mối hôn sự khác. Chuyện gì đang xảy ra với mẹ vậy? Nhìn mẹ đi, mẹ đang bị ám ảnh bởi ý tưởng tái hôn của con đó. Hãy gạt bỏ nó ra khỏi đầu mẹ đi. Còn có 20 người làm việc dưới quyền con. Chào qua không làm gì mà không hỏi ý kiến của con trước. Ngay cả Hakaba cũng lắng nghe ý kiến của con. Với mẹ thì không, mẹ luôn làm theo ý kiến của mẹ trước khi đưa ra các quyết định quan trọng như vậy, nhất là liên quan đến cuộc đời của con. Mẹ thậm chí còn không hỏi qua con, vì mẹ biết rõ ràng điều này không thể xảy ra. Tại sao không? Con chỉ muốn đi lang thang vô ích cả đời hay sao? Con sẽ trở thành một vị thánh và từ bỏ thế giới này sao? Mẹ là mẹ của con. Người mẹ nào cũng muốn con trai của mình kết hôn và chơi với cháu của mình thôi. Vậy thì mẹ có lỗi gì chứ? Cô đã nói gì về Mangan? Cô đã mời Safi và gia đình của anh ấy đến đây sao? Để Shiva tái hôn sao? Với tuổi tác càng lớn thì người ta sẽ trở nên khôn ngoan hơn, nhưng với cô thì ngược lại rồi đó. Đúng, thần linh đã chia hết phần khôn ngoan của tôi cho các thành viên trong gia đình này rồi. Chỉ có tôi ngu ngốc. Nhưng mà tôi có tội lỗi gì khi nghĩ về tương lai của con trai mình chứ? Có gì sai sao? Chẳng bao lâu nữa CD sẽ rời khỏi đi. Nó sẽ bỏ rơi thằng bé và trở về với cha mẹ của nó. Còn con trai của tôi sẽ dành cả đời mình đơn độc sao? Anh sẽ không bao giờ hiểu được sự lo lắng của một người mẹ là như thế nào đâu. Tại sao con trai của em lại đơn độc một mình chứ? Con dâu đang ở trong gia đình đi. Con bé có thể đi đâu được chứ? Cô đã bắt đầu tưởng tượng những thứ gì ở trong mình rồi. Tại sao phải làm vậy? Hay là cô đã xem quá nhiều phim truyền hình rồi? Hãy nhìn đi, người ta càng lớn tuổi thì sự khôn ngoan của người ta sẽ càng được tích tụ. Nhưng nếu bà không làm được điều đó, thì hãy làm ơn trao đổi kế hoạch của bà với những người tỉnh táo hơn. Sẽ có người trả lời bà. Bà đang chuẩn bị cho con trai của mình tái hôn với một người phụ nữ khác, trong khi vợ của nó vẫn còn đang sống chung trong ngôi nhà này sao? Cứ về cho chồng nó trước mặt của nó sao? Bà có bị điên không? Đúng, tôi đã phát điên rồi, vì tôi đã quá già yếu. Kể từ khi cô ta đặt chân vào ngôi nhà này, không một ngày nào trôi qua mà tôi không bị sỉ nhục. Vậy tôi không thể nào vui vẻ được. Hãy hỏi CD yêu quý của ông đi, xem cô ta có phản đối hay không. Cô ta cũng biết Safi đến đây để làm gì, và tôi cũng đã nói rõ ý định của mình trước mặt của cô ta rồi. Tôi không hề giấu giếm. Và cô ấy đã chấp nhận. Nhưng dường như các người lại lo lắng hơn cô ấy đó. Còn ông đã mua một tượng thần đáng yêu cho cô ta từ ban Habu về đây phải không? Ông đã yêu cầu cô ta giữ nó an toàn, nhưng cô ta đã không hề giữ nó một cách an toàn. Cô ta đã làm mất nó.
điều đã chứng tỏ rằng cô ta cũng không muốn là một thành viên trong gia đình này. Dừng lại đi mẹ ơi, mẹ mất trí rồi sao? Con nhớ lại, cô ấy là vợ của con. Và tên của cô ấy là Sidi Sivalatka. Khi cô ấy còn ở đây, không một ai có quyền tưởng tượng con sẽ tái hôn đâu. Tại sao? Tại sao anh lại giả vờ trước mặt của mọi người chứ? Muốn có một giải thưởng cho diễn xuất sao? Mẹ của anh đã theo dõi sát sao mối quan hệ của chúng ta trong suốt thời gian qua rồi còn gì? Với tất cả những gì đã xảy ra, bất kỳ người mẹ nào cũng sẽ làm điều tương tự. Và bà ấy không làm gì sai hết. Trong trường hợp anh không nhớ, tôi có nên gọi cho cha qua đến đây không? Chính anh đã nói với anh ấy rằng cuộc hôn nhân này chỉ là một hợp đồng trong 6 tháng thôi. Và sau đó, mối quan hệ này sẽ không tồn tại nữa, vì đó không còn giá trị nữa. Bây giờ anh đang làm gì chứ? Anh đã làm tất cả những điều này để làm gì? Anh muốn đạt được điều gì đây Shiva? Vì vậy em nghĩ rằng anh đang nói dối sao? Anh đang làm trò sao? Kể từ khi chúng ta cưới nhau, anh đã thành thật cố gắng giữ gìn phẩm giá của em. Anh đã luôn cố gắng để tôn trọng em. Thần linh của anh là nhân chứng cho anh. Anh chưa bao giờ nghĩ đến cô gái nào khác ngoài trừ em. Một người đàn ông đã kết hôn không thể kết hôn một lần nữa. Không chỉ là do luật pháp quy định đâu. Anh đã kết hôn với em. Cho dù em có muốn tiếp tục mối quan hệ này sau 6 tháng nữa không? Nhưng anh chỉ có một người vợ trong đời mình thôi. Và đó là em. Ngoài điều này ra, em có thể đặt tên cho mối quan hệ này như thế nào tùy ý em. Nhưng điều đó sẽ không bao giờ tạo ra bất kỳ sự khác biệt nào đối với anh hay với ý định của anh đâu, em hiểu chứ? Ngoài ra, anh nói điều này theo ý muốn của mình và không phải để gây ấn tượng với bất kỳ ai, vì anh là chồng của em, Shiva Jadwalatka. Mình phát chán với mối quan hệ này rồi. Và một mặt là mẹ,
Một mặt là con gái của thầy giáo, cô ấy chưa sẵn sàng để hiểu mọi thứ. Và bây giờ tưởng thần lại biến mất. Và cô ấy lại chất vấn mình nữa sao? Mình phát chán với việc quản lý mọi thứ. Thần Linh ơi, xin hãy làm điều gì đó giúp con đi. Con không thể xử lý mọi thứ. Làm ơn hãy làm gì đó đi. Để túi bên ngoài gì? Đấy. Nhưng tại sao túi của ta lại có vẻ nặng gì? Nặng. Chuyện gì? Tại sao nhìn mặt con sốc vậy? Con đã tìm thấy kho báu sao? Tại sao tưởng tượng lại nằm trong túi của anh ấy? Chắc chắn vì lá lại ngớ ngẩn nữa rồi. Anh ta không bao giờ sử dụng đến trí thông minh. Anh ta đã làm mọi thứ rối tung lên. Của con đi. CD, cha đã nói với con rồi phải không? Một cái gì đó thuộc về con thì chắc chắn nó cũng sẽ quay lại với con thôi. Hôm nay cha sẽ lặp lại một lần nữa. Tường thần đã quay trở lại với con. Bởi vì nó thuộc về con và không thể rời đi. Dù sao thì con cũng đã hiểu rồi. CD, phải mất một thời gian thì những viên đá ở dòng suối mới được mài nhẵn các khía cạnh của nó. Hôm nay cha đã đưa cho con cơ hội thứ hai. Tường thần của tầm vít ta không nên ở một mình. Tường thần của nữ thần Rakuma nên ở bên cạnh người ấy thì nó mới được gọi là trọn vẹn. Nó mới mang ý nghĩa thực sự. Ngoài ra Mangan, bà đã hoàn toàn đúng khi thần linh phân phát trí thông minh cho mọi người. Bà đã đi lang thang khắp nơi và đó là lý do tại sao bà đã chọn một người tương tự như bà để thực hiện kế hoạch của mình. Đó là lý do tại sao tượng thần đã quay lại túi của tôi. Dù sao đi nữa, sự ngớ ngẩn đó lại làm đúng trong chuyện này rồi, phải không? Anh ta đã làm rất tốt. Và tôi cũng muốn nói một điều quan trọng với mọi người. Tôi muốn cả Vita và Rakumai sẽ ở cùng nhau. Vì đó là điều đương nhiên mà, phải không? Vì họ được sinh ra là để dành cho nhau.
cả về thể chất lẫn tinh thần,